Xin chào tất cả mọi người nha, chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Đức Huy, cho cầu phong chào đây. Thì hôm nay Huy làm clip không có liên quan gì tới chia sẻ, review hay hướng dẫn gì cả. Mà hôm nay Huy nói về một vấn đề, đó chính là cái trang fanpage của Huy. Ok mọi người, thì với cái mục đích là mọi người không biết, có một số bạn theo dõi kênh Huy lâu á thì chắc sẽ biết, còn những bạn mà mới theo dõi chắc chưa biết. Thì cái mục đích mà Huy tạo ra cái trang fanpage á, lấy cái tên cũng giống như trang, cái tên như kênh YouTube của Huy luôn, thì với cái mục đích là Huy tạo kênh, Huy lập một cái trang fanpage đó dành cho ai mà yêu thích cầu lông, vô trong đó xem những cái video của Huy, cũng như là những cái video mới nào đó Huy sẽ đăng lên đó trước, và Huy sẽ công chiếu bên YouTube sau. Thường là YouTube mà Huy sẽ công chiếu những cái video mà chính, là sẽ công chiếu vào buổi tối. Còn những video mà bình thường, video short, video ngắn á, mình sẽ công chiếu vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều ha, tùy thôi, tùy thời điểm và ban ngày ha. Ok mọi người, thì cái mục đích mà Huy tạo trang fanpage á, thì một phần là Huy sẽ đăng hình lên đó, hoặc là Huy sẽ làm một cái video vlog của Huy, làm một chia sẻ review một món đồ gì đó liên quan tới thể thao cầu lông, thì Huy sẽ review trên đó ha mọi người. Chứ có một số bạn á, đừng có suy nghĩ là cái trang fanpage của Huy là một cái shop bán hàng. Thực chất là không phải nha. Nếu mà ai mà nhắn tin trên trang fanpage của Huy á, Huy thấy hỏi là những cái vật nào bên shop còn hàng không thì Huy sẽ không trả lời, cho nên là các bạn thông cảm nha. Có những thắc mắc nào mà các bạn coi video không hiểu thì các bạn có thể nhắn tin trực tiếp qua trang fanpage á, thì Huy sẽ trả lời hết cho tất cả các bạn nha. Ok. Ok mọi người, thì cái Huy làm cái video này thì Huy chỉ nói về vấn đề là trang fanpage thôi, chứ không có gì to tát hết nha mọi người. Ok, bye bye mọi người nha. Mọi người đừng hiểu lầm là được rồi nha. Tại Huy sợ mấy trường hợp mà tạo trang fanpage ra với mục đích cá nhân á, kiểu lừa đảo hay kia nọ, Huy không thích điều đó nha mọi người. Ok, thì cái video của Huy làm, cái kênh vlog của Huy không phải là shop gì cả, mà là chỉ là đi đánh cầu xong về chia sẻ hướng dẫn những cái mà mình rút kinh nghiệm ra được, mình chia sẻ lên cho các bạn cùng xem, cùng lắng nghe, coi như là cùng xem video giải trí của Huy ha. Ok mọi người, đừng quên là hãy like, share, đăng ký kênh giúp kênh Huy phát triển hơn nữa, để Huy với các bạn fan cùng nhau và là cùng nhau phát triển. Ok mọi người, giờ thì xin cảm ơn tất cả mọi người nha, cảm ơn mọi người rất nhiều nha, bye bye.